a chameleon. Guess your cover's out again. Feeling not so wonderful. Your world just ain't so colorful. Well, there's no place to hide with a thought. Bây giờ cái kiểu phải là kiểu là dễ thương đúng không? Kiểu dễ thương. Kiểu là dễ thương. Nhưng mà tại vì mình muốn tức là kiểu can cook thì mình đặt là kiểu cook. Tức là đây một sự nấu nấu ăn dễ thương. Dễ cái gì thương. Nó nhỏ đúng, đúng không? Tại vì mình thống nhất là mình là kiểu cook. Logo thì màu nhũ vàng hay là màu màu vàng, okay. Nâu cũng được, cũng Real Food Ice Cream. Cái này là slogan của mình luôn. Ok, yeah. Real food ha. Mình luôn luôn là mình keep cái dòng này, okay. Vô trong cái thay đổi. Bây giờ mình nói về vấn đề design hộp nè, mẫu mã nè. Đó. Em thấy ví dụ như screen mình làm màu vàng thì cái hộp của mình nó sẽ là màu vàng. Vàng. Yeah. Đúng không? Nhưng mà em cũng muốn một cái là cái nền hộp này á là nó cũng màu vàng nhưng mà màu vàng lợt hơn chứ mình không có chơi cái màu xám này. Tại vì cái màu xám nó sẽ tại vì kem mà thường thường là cũng phải làm bắt mắt cho con nít hoặc là này kia nên mình phải làm cái màu nào nó tươi sáng hơn đi nó dễ bắt mắt cái người nhìn hơn thì cái kem mình nó sẽ hấp dẫn hơn. Con nít là giống như hồi tuổi thơ của em đó, phải không? Đó em ăn kem cái gì? Kem quơ rồi mấy người mà đẩy mấy cái xe mà nó có cái chuông á, xong rồi bán mấy cái kem ký múc ra mấy cái bánh quế này kia, xong rồi có ăn mấy cái bánh mì bơ, có ăn mấy cái bánh mì mà kẹp kem trong đó nữa. Là có hộp không? Lúc đó lúc không hộp không 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 à, anh thì không có kỷ niệm đó nữa anh. Cái này là làm theo ý em rồi. Như vậy thì hộp thì mình sẽ làm ví dụ như màu màu tarot thì mình làm thêm một tím đúng không? Màu khoai môn thì sẽ là màu tím. Rồi thí dụ matcha thì là màu xanh, màu xanh mà, xanh lá đậm, lá đậm màu của matcha ha. Màu matcha em nghĩ là được á, làm màu matcha mà nó hơi sáng giống xanh lá chuối thì không có ấy. Làm màu xanh đậm, xanh của lá cây. Okay. Thì so far là cái hộp như vậy là ok ha. Rồi về cái thành phần thì mình nói là high quality ingredient for high quality people. Tức là sản phẩm chất lượng cho người đẳng cấp à. Cho người sành ăn, người biết ăn. Cái này là em dịch nha, cái này tiếng Việt em giỏi em dịch. High quality people ha. Là coi như là mình sẽ list ra là cái source sữa mình lấy từ đâu, rồi từ nhà cung cấp nào, loại tốt, yeah. Loại gray A, xong rồi food mình nhập từ đâu, cũng như bột matcha mình nhập từ Nhật, ví dụ vậy, như coffee thì nhập từ Việt Nam qua, tại vì coffee Việt Nam thì nó special rồi, nó đặc biệt. Cái kem của mình để mà đem đến cho khách hàng để mà người ta ấn tượng về cái kem của mình là về cái gì? Là về chất lượng sản phẩm. Giống như là khi mà khách hàng ăn vào thì người ta sẽ cảm nhận được cái đó là Real Food, giống đúng y như cái slogan của mình là muốn mang đến cho khách hàng là Real Food Ice Cream. Khi một khách hàng ăn kem mình không chỉ cảm nhận được cái sữa thuộc cái nguồn mà tốt, chất lượng mà còn cảm nhận được cái trái cây thiệt trong trọng. Cái đó là cái mà điều mà mình muốn hướng tới để cái điều mà làm cho em nhớ tới Việt Nam đúng không? nhớ tới đồ ăn Việt Nam đúng không? Nhớ tới trái cây Việt Nam đúng không? Nhất là trái cây miền nhiệt đới thì nó thì bây giờ mình muốn đem cái vị hương vị của trái cây Việt Nam, trái cây miền nhiệt đới đem đến cho khách hàng mà chủ yếu là người Việt Nam sống ở Mỹ và nói chung thì còn người Việt Nam sống ở Orange County đi nói riêng. Thì cái đó nó rất là khó khăn đúng không? Làm tại vì mình phải vừa là giữ được độ đông lạnh của nó mà phải giữ được độ fresh của nó, phải giữ được cái mùi vị của những cái trái cây mà nhiệt đới, thí dụ như sầu riêng phải là thơm và gì nữa, béo rồi gì nữa, bùi rồi thêm mùi gì nữa,
mùi gì mà đặc trưng mà người nước ngoài thường làm là mùi thúi. Nói lại khá là thúi. Nhưng mà đối với mùi thúi đó thì những người biết ăn thì nó thì người ta sẽ thấy là thơm, là thơm, rất là thơm. Và hình như là mình đã lấy survey và hình như là cái mùi đó là cái mùi mà mọi người yêu thích nhiều nhất, đúng không? Giống như cái này, giống như là cái này là cái này bạn cái này bạn này là ăn kem của mình là rất là thích luôn. Xong rồi xong bạn làm đó là photographer, design về food, và bạn đó thích quá nên bạn mới là làm cái hình này, làm cái poster, poster phi cho mình luôn. Là bạn gửi cho mình kèm theo đâu đó là cái gì, cái gì nè, là giống như hôm nay mình mới order 3 hộp kem sầu riêng của hàng Trịnh và chiều bạn ấy giao tới tận nhà cho mình luôn. Phải nói là kem sầu riêng xuất sắc, mở cái hộp ra là nó thơm mùi sầu riêng lắm. Cái này là anh nói là cái mùi thui. Ăn một muỗng kem là tao nói ngon gì đâu luôn, vừa thơm vừa béo. 10/11 điểm. Như là bạn đã thích quá thì bạn làm được cái hình của mình. Bạn dán hương giống như là bạn mua 2 flavor thì bạn review đủ 2 flavor. Đó giống như là rồi bạn mà bạn vẫn cho là sầu riêng là rất thơm, rất thơm, và hình như là bạn cũng thích mùi mít nữa. Là, tức nghĩa là bạn ghi từng cái detail, từng cái chi tiết của từng mùi ra, là bạn ghi hết review lên cho mọi người thấy. Bạn nói là sầu riêng đã bay ngào ngạt khi bạn mới vừa mở hũ sầu riêng. Và chị Duyên Khánh. Ồ rồi anh Trúc Nguyễn nè, cũng khen là có được bao bì nhãn hiệu rất là chu đáo. Nhưng mà thì giờ là mình đang chuẩn bị bao bì đẹp hơn nữa. Đẹp hơn. Để cho không phụ lòng khách hàng. Ngon lém đó nha. Bạn của tôi trên Facebook mua thử ăn coi tôi nói đúng không. Ngon lém chứ vậy ngon lắm. Thì thật sự là Q Cook ra đời là cũng là do là từ mình, nguyên nhân là mình đi ăn mình cũng không cảm thấy là có thỏa mãn được cái hương vị trái cây của Việt Nam mình, thành ra mình mới ráng mình tìm tòi học hỏi và ráng cho ra đời cái này. Thì hy vọng là sẽ được mọi người ủng hộ, và mình cũng muốn làm cho lúc nào Q Cook là cái đi đầu là customer là số 1, đúng không? Mình sẽ chọn service là số 1, rồi quality vẫn là số 1 luôn. Cái tức là mình luôn cho hai cái đi ngang bằng nhau. Đúng, tại đúng vì cái mặt chúng phải có lúc nào mình cũng phải để cái quality nó là mình sẵn sàng là mình làm 100% money back guarantee. Các bạn không hài lòng, quý vị không hài lòng, các bạn sẵn sàng mình có sẵn sàng mình đổi lại hoặc mình trả lại refund lại. Mùa hè năm tới hy vọng là mùa hè đổ lửa của feeling not so wonderful, your world just ain't so colorful. There's no place to hide with a thought like I might be found out. Ooh, are you in your disguise? And if you are